Ăn cướp, có ăn cướp. Dạ, dạ thưa tôi là khách lỡ đường, trời tối để trú mưa. Giám xin mời thế tử tiếp tục, cứ tự nhiên tiếp tục. Rượu ngon bầu vẫn chưa lưng, mà thịt béo cũng còn dung ngọn. À, dạ rồi như tơ giò thì hẳn muốn gì được nữa phải ông? Xin lỗi ông tên gì, làm chức chi trong cái nhà vắng vẻ này vậy? Dạ ngày xưa thì chức tôi cũng lớn lắm, còn bây giờ thì giữ đỡ cái chức quan nho nhỏ cai quạt nhà này. Trước sau sau trước, ngoài trong trong ngoài, cùng một tay tôi lãnh chức quạt nha. Gia tên gọi Lưu An, chủ gia đây chắc không nhờ nên cửa nhà trơ rồi. Có con cháu gì không sao chẳng thấy một ai. Chủ nhà này đây hơn nửa đời, ở vậy lạnh lùng, ở qua từ lâu nay với một gái độc nhất vô sông. Tên là Kim Đinh, bông sắc nghiêng thành đồ nước. Quận chúa của hơn triều chân, đâu phải con nhà bằng dân. À, thôi thì ra. Ủa, cái gì kỳ vậy? À, chủ gia đây là em của vua Bắc Hết. À, vậy thì quản gia hãy mau đưa ta rời khỏi nơi đây. À, rất cảm ơn. Ra thế tử muốn bôn đào mối thù của họ Lưu, ông tôi đã bỏ ngã qua thế tử sợ hay nghe sao. Trời ta đã lỡ lời nên phải đành mang quả thiệt, biết sao bây giờ. Tôi có một kế thật hay, nếu thế tử chịu nghe theo, tôi tin chắc là được nghe việc. Ơn của quản gia ta nhớ đến. Cảm ơn mà làm gì, tôi biết có nợ duyên nên tôi mới chỉ dùng để nhờ vậy về sau. Chuyện gì mà phải nhờ cậy, nói cái gì mà duyên nợ. Tôi muốn ra khỏi đây ngài, ông này láng xẹt à, thật là bất chấp. Có gì lạ? Có gì đâu lãng, có gì đâu bật đâu. Thế tử từ từ rón rén mở ngựa ra cửa đi im. Tới ngã ba quẹo tay trái rồi, đó phải rồi. Gạt cho lạc đường, gặp cô Kim Đính cổ đặt cho mềm xương. Thắng thì được vợ, thua sao đừng có tới nữa. Mỗi lần gõ cửa sập nhà sập cửa như là đi ăn cướp vậy.